Lời đầu tiên cho phép Mỹ Hoa và Khánh Linh thay mặt những người thực hiện chương trình sẽ gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, Mỹ Hoa và Khánh Linh rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đây cũng là một dịp để chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện cùng nhau sau những khung giờ làm việc hết mình. Đến với bữa tiệc sinh nhật mùa đông ngày hôm nay, Khánh Linh xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của chị Lê Khánh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fashion Show Rong Tiên Sa. Anh Phạm Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fashion Show Rong Tiên Sa. Chị Lê Oanh, Quản lý Văn phòng Công ty Cổ phần Fashion Show Rong Tiên Sa, Trợ lý Tổng Giám đốc. Và toàn thể cán bộ công nhân viên đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình sinh nhật mùa đông ngày hôm nay, đại diện của công ty Fashion Show Rồng Tiên Sa, người đặc biệt tâm huyết với đứa con tinh thần của mình và dành tình cảm thân thương đối với các cán bộ công nhân viên, sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu chị Lê Khánh Hà. Xin trân trọng kính mời chị. Kính chào toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần quốc tế Rồng Tiên Sa. Sinh nhật và đặc biệt là sinh nhật những anh chị có cái sinh nhật vào mùa đông tháng 10, 11, 12. Có thể nói là thường là những thiên tài. Thì tôi đại diện của Rồng Tiên Sa tôi cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là cái người đứng ra tổ chức sinh nhật cho các anh chị và đại diện ban lãnh đạo công ty. Gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chúc mừng sinh nhật đến các anh chị có sinh nhật trong tháng 10, 11 và 12. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Đó gọi là một lời chia sẻ rất là sâu sắc đến từ vị thuyền trưởng của chúng ta. Một tình cảm rất là to lớn dành cho tất cả các cán bộ công nhân viên của công ty mình. Cảm ơn chị Khánh Hà, cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của chị. Xin mời chị sẽ quay lại vị trí chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị thân mến, trong một năm, mỗi chúng ta chắc chắn sẽ có một ngày đặc biệt của riêng mình. Đó chính là ngày mà chúng ta được ba mẹ ban cho cơ hội được sống, được đến và ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, là ngày mà chúng ta được sinh ra và để lại dấu ấn của riêng mình. Và ngay giờ phút này cũng chính là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà công ty xin được dành tặng đến cho tất cả các bạn sinh vào tháng 10, 11, 12, có một bữa tiệc sinh nhật thật ấm cúng và tràn đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ xin mời sự xuất hiện của chiếc bánh kem vô cùng đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Xin mời quý vị chứng kiến. Không để quý vị chờ lâu, Khánh Linh xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các nhân vật chính của chúng ta trong bữa tiệc hôm nay. Anh Phan Trọng Tiến, Model Fashion Show Rong Tiên Sa. Chị Lê Hoài Thương, Model Fashion Show Rong Tiên Sa. Chị Mai Lệ Thu, diễn viên múa Fashion Show Rong Tiên Sa. Xin kính mời tất cả các nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và quý vị ơi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho những nhân vật chính của chúng ta được không ạ? Và sinh nhật thì dĩ nhiên không thể thiếu bánh kem cùng những ngọn nến lung linh đúng không ạ? À? Vì vậy xin cảm ơn các nhân vật chính của chúng ta sẽ có thể di chuyển lại gần hơn một tí nữa với chiếc cánh kem để cùng nhau thực hiện nghi thức thổi nến cắt bánh sinh nhật. Quý vị ơi, chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa của cả ba nhân vật chính của chúng ta. Họ đang cùng nhau thổi nến và cắt mừng chiếc bánh sinh nhật. Và hy vọng rằng tất cả những nhân vật chính của chúng ta sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Quý vị ở bên dưới ơi, trong cái khoảnh khắc tuyệt vời và ý nghĩa này, quý vị có thể bật đèn flash và cùng hát vang thật to cùng Mỹ Hoa và Khánh Linh ca khúc Happy Birthday để hòa chung với bầu không khí này được không ạ? Quý vị ơi, chúng ta có thể cho các nhân vật chính của chúng ta một bầu trời đầy rực rỡ với những ánh đèn flash ngay bây giờ trong tại khán phòng này có được không ạ? Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương.
một lần nữa chúc mừng sinh nhật. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày chúng ta sinh ra đời, hát với nhau lời chúc mừng. Xin cảm ơn các anh các chị, đó quả là một khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào tất cả nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cho phép Mỹ Hòa xin được hỏi anh Tiến, người đang đứng ngay bên cạnh Mỹ Hòa đây, có thể chia sẻ đôi chút về cảm xúc hiện tại của mình có được không ạ? Xin được chào mừng tất cả quý vị đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của công ty cũng như là của ba anh em tụi em. Cảm xúc ngay lúc này của tôi thì mình thấy rất là vui, rất là vinh hạnh khi được công ty tổ chức cho một bữa tiệc sinh nhật rất là ý nghĩa như thế này. Và mới có một năm cống hiến với công ty thôi mà tôi đã nhận được rất là nhiều những sự, những cái quyền lợi cũng như là những cái điều mà công ty đã dành tặng cho bản thân tôi cũng như là cho các anh chị em trong công ty. Và đó cũng chính là một trong những lý do để cho tôi cũng như toàn thể các anh chị em có thể đóng góp thật là nhiều hơn nữa những năng lượng của mình, những nhiệt huyết của mình cho công ty. Và xin được cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn những lời chia sẻ chân thành vừa rồi của anh Trọng Tiến. Qua những lời chia sẻ đó thì Khánh Linh cũng cảm nhận được một phần nào đó cảm xúc của anh hiện tại và tình cảm mà quý công ty đã dành tặng cho tất cả các nhân vật chính cũng như là tất cả chúng ta trong khán phòng này. Và sau những lời chia sẻ chân thành vừa rồi của anh Tiến thì cũng đã khép lại chương trình sinh nhật mùa đông ngày hôm nay. Và kính chúc cho tất cả các nhân vật chính của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong chặng đường tương lai phía trước. Và kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có một buổi chiều thật tràn đầy năng lượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh